Hồi 10 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2024, Công an Phường Hiến Nam nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1979, ở số nhà 153 Lê Thanh Nghị, Phường Hiến Nam, thành phố Hương Yên. Về việc đêm ngày 21 tháng 5 năm 2024, anh có đỗ chiếc xe ô tô Toyota nhãn hiệu Camry màu đen trước cửa nhà và phát hiện chiếc xe bị đập vỡ kính sau, kiểm tra tài sản trong xe không bị mất. Sau khi nhận được tin báo, Công an Phường Hiến Nam đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an thành phố tiến hành xác minh, giả soát các đối tượng liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 7 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2024, Công an thành phố Hưng Yên đã xác định đối tượng nghi vấn là Bùi Quang Điệp, sinh năm 1980, ở đường Lương Đình Của, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, là thủ phạm đập kính chiếc xe ô tô trên sau khi mời đối tượng về trụ sở công an phường Hiến Nam để làm việc, thấy đối tượng có biểu hiện không bình thường, công an thành phố Hưng Yên đã trao đổi với gia đình đối tượng, được biết Bùi Quang Điệp là người bị bệnh tâm thần. Công an thành phố Hưng Yên đã phối hợp cùng gia đình đưa đối tượng lên viện tâm thần để điều trị, đồng thời tiếp tục xác minh xử lý vụ việc theo quy định.